Duy diệu pháp về tâm vương tâm sở xuất pháp niết bàn. Bên cạnh đó đó thì vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyên thì đã xuất hiện các cái bộ chú giải của 7 bộ tạng diệu pháp đó, thì nhớ như là cái bộ Dhammasangani thì có cái bộ chú giải là Arthasarini. Nói chung là các bộ chú giải về vi diệu pháp đã xuất hiện khoảng 1.000 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, khoảng 300 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn thì vào thế kỷ thứ ba gọi là trước công nguyên thì đã 7 bộ tạng diệu pháp đã hình thành. Trước đó là bắt nguồn từ trong những bài thuyết pháp của Đức Phật, và bên cạnh nó có cái truyền thuyết là Đức Phật này lên cung trời tam tịnh xá ba cõi trời 33 tam tập tam thiên hay là cõi trời đổ lợi để thuyết của hậu Maya, từ cũng hoàng hậu từ cõi trời đông sức đến cõi trời đạo lợi để nghe. Rồi như vậy sau đó thì có các cái bộ chú giải về Abhidhamma sau 1.000 năm thì cái sự phát triển của Abhidhamma là nó tăng cường thêm các bộ chú giải. Và hiện nay các bộ chú giải này đã được một số dịch sang tiếng Việt còn chừng vài bộ thôi. Mà cái người tiên phong trong cái chú giải Tam Tạng kinh điển Pali trong đó có Abhidhamma là ngài Phật Âm, tức là Buddhaghosa. Ngài Buddhaghosa thì xuất hiện vào thế kỷ thứ năm sau công nguyên. Và theo nghiên cứu á, thì những cái bộ này không phải ngài ngài viết, ngài viết ra, mà do là ngài là cái người gọi là sưu tập lại những cái điều đã có trước đó. Các vị thánh tăng cao tăng đã hoặc là các tài liệu được là lưu hành và ngài biên tập lại và ngài viết bằng tiếng Pali. Có thể là những cái bộ đó nó xuất hiện ở Sri Lanka hoặc là một vân vân thì là được viết bằng cái tiếng bản địa, nhưng mà ngài giỏi tiếng bản địa cho nên ngài dịch sang bản Pali. Như vậy cái bộ những bộ chú giải này cũng được viết bằng tiếng Pali, tức là một bộ bao nhiêu, bộ thứ nhất thì có bộ chú giải bộ thứ nhất, bộ thứ hai có bộ chú giải bộ thứ hai, bộ thứ ba có bộ chú giải bộ thứ ba, vân vân. 7 bộ tạng diệu pháp đều có chú giải Attakatha, Attakatha chú giải, tức là luận hay là luận bàn về vấn đề của cổ Tích Tạng. Và đến bây giờ thì rất có nhiều tác phẩm được viết về A Tỳ Đàm, được viết ở làm trên thế giới hoặc ở Việt Nam. Chẳng hạn như là giáo trình A Tỳ Đàm về từ sơ cấp đến cao cấp của Thái Lan được giảng dạy trong vòng 7 năm từ các nhà sư Miến Điện qua Thái Lan để hướng dẫn như ngài Chô Thị Cá, vân vân. Như vậy thì ngoài cái 7 bộ tạng diệu pháp được phát triển từ trong lời dạy của Đức Phật thì có các bộ chú giải. Ngoài các bộ chú giải thì còn các cái bộ sách viết về A Tỳ Đàm mình nó cũng đang có mặt, vì lên mạng là tìm thấy. Đặc biệt là giáo trình về dạy di pháp của ngài Tịnh Sự mà ngài dịch từ cái bản chữ Thái Bali Thái, khi ngài nghiên cứu ngài học ở bên Thái Lan 7 năm thì ngài dịch ra tiếng Việt là đang cũng đang phổ biến, đi lên mạng là có ngay. Còn là một số đệ tử của ngài Tịnh Sự biên tập biên soạn như ngài Giác Chánh, cư sĩ Trần Quỳnh Hương và thượng tọa Chính Minh, thượng tọa Giác Giới,
vân vân. Thì những vị này hoặc là từng tọa Thái Minh dịch, rồi một số vị cũng dịch từ cái bản quy dự pháp của các vị ở Miến Điện hoặc ở Thái Lan. Thì chúng ta có một cái nguồn tài liệu rất lớn, cái sự phát triển về nguồn tài liệu để chúng ta có thể đáp ứng được cái môn học, đặc biệt là giáo trình vi dụ pháp tiểu học, trung học và cao học của ngài Thiện Sự được học, là ngài học bên Thái Lan và ngài về thì dịch ra tiếng Việt Nam. Và chúng tôi đang hướng dẫn 10 khóa, 10 khóa tất cả chúng tôi chia ra là 10 khóa, và bài 1, bài 2 mà chúng tôi cho quý vị là khóa 1. Khóa 1 có 12 bài. Khóa 1 có 12 bài. Có 10 khóa tất cả. Trên cái sự phát triển của A Di Đàm nó cũng có, nó đang phát triển hiện nay. Đó là tôi nói về phương diện gọi là tài liệu. Tôi nói về phương diện gọi là hình thức. Thì hiện nay như trường đại học Myanmar quốc tế thì có cái khoa riêng về khoa Abhidhamma, khoa học về Abhidhamma, ở đó có cái khoa về hay là cái gọi là phân khoa, department phân khoa về Abhidhamma, Vitaka phân khoa về Sutta Vitaka, phân khoa về Vinaya Vitaka và phân khoa về Vipassana thiền. Và nhiều phân khoa khác như phân khoa về lịch sử Phật giáo, phân khoa về triết học Phật giáo, phân khoa về giáo dục Phật giáo chẳng hạn. Thì riêng về cái phân khoa gọi là Abhidhamma Vitaka là có một cái phân khoa riêng đào tạo gọi là thạc sĩ tiến sĩ, cử nhân thạc sĩ tiến sĩ. Và hiện nay á, cái sự phát triển của Abhidhamma là được giảng dạy ở các trường đại học trên thế giới mà có phân khoa Phật học. Như trường đại học Đại Liên Ấn Độ thì chúng tôi học ở đó về khoa Phật học Buddhist Study Department, về khoa Phật học. Thì trong đó có nhiều cái chuyên khoa, hạn như là học về chuyên ngành, nhiều chuyên ngành chứ, xin lỗi, về chuyên ngành về lịch sử, chuyên ngành về triết học, chuyên ngành về Pali, chuyên ngành về Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Trung Quốc, vân vân. Thì khi chúng tôi chọn chuyên ngành về Pali thì họ có dạy cái môn Abhidhamma này ở cái trình độ thạc sĩ đó. Cho nên là thưa quý vị, nghĩa là gì? Nghĩa là về mặt hình thức thì đã hiện nay cái môn Abhidhamma này, cái Abhidhamma Pitaka này đã được phát triển không những ở trong nhà chùa, trong các trường Phật học bình thường mà còn giảng dạy ở trong các trường đại học trên thế giới, trong nước và ngoài nước. Ở trong nước thì có môn học này có dạy ở khoa Hoằng pháp, khoa triết học Phật giáo, khoa Bali. Riêng về học viện Phật giáo ở Hà Nội, ở Huế, thì chúng tôi những năm qua chúng tôi có cái duyên là đến dạy cái môn này cho các tăng ni sinh, chương trình cử nhân Phật học có cái môn học về Abhidhamma Tấn Bát Tộc Yếu ở Huế hoặc là ở Hà Nội và ở Đại học Nam Tông Khmer ở Cần Thơ. Nhưng mà chúng tôi nói vậy để cho thấy cái sự phát triển của cái môn học này đến mức độ bài bản, khoa bản đàng hoàng, chứ không phải chỉ đơn giản là một cái môn học ở trong nhà chùa. Và rõ ràng là như cái chương trình thạc sĩ Phật học mình nó có cái môn này trong bao nhiêu tiết đó, là Abhidhamma Pali nguồn gốc của sự phát triển.
Cho nên đứng về phương diện hình thức thì nó cũng đã phát triển đến tận cùng. Và như luận án tiến sĩ chúng tôi làm 400 trang thì chúng tôi cũng viết về Abhidhamma Pali. Để tìm những cái giáo lý trong kinh tạng, đặc biệt là trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, mà nó được giải thích theo ánh sáng của A Di Đà, của Abhidhamma. Cho nên về nội dung, về tài liệu thì Abhidhamma Pali đã có những tài liệu đồ sộ, nó phát triển thành những tài liệu đồ sộ mà nhiều khi cả đời mình không đọc tới được. Về hình thức thì nó đã lan tỏa ở khắp nơi. Đặc biệt là những cái nhà học giả, nhà nghiên cứu ở phương Tây, họ rất là thích về cái môn học này. Đây cũng là môn học trí tuệ của Phật giáo, chuyên nói về các pháp chân đế, Paramattha Sacca, những pháp thiên về gọi là pháp chân đế, không có đề cập đến pháp tục đế. Cho nên trong cái tác phẩm Thắng Có Tập Biểu Luận, và cái môn học này đề cập đến cái vấn đề gọi là tâm lý học Phật giáo đó, đạo đức học Phật giáo, triết học Phật giáo, thậm chí là siêu học Phật giáo. Vì Abhidhamma có đề cập đến các cái loại tâm thiền, tâm sơ đạo sơ thiền, tâm sơ đạo nhị thiền, tâm sơ đạo tam thiền, tâm sơ đạo tứ thiền, diệu ngũ thiền, gọi là tâm sơ thiền, tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, tam thiền, thiền ngũ thiền, tâm không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ. Đó. Nên thưa quý vị, về cái môn học Abhidhamma này vô cùng quan trọng cho chúng ta. Về thời gian tôi xác định là đã xuất hiện rất lâu rồi, trong thời Đức Phật và sau thời Đức Phật, nó không đi xa quá. Những môn học nào, những cái lời dạy nào mà nó gần với Đức Phật vân vân thì những môn học đó mình ưu tiên để nghiên cứu và học hỏi. Đặc biệt là những môn học nào giúp cho mình được tu được, tu tu tập được, hành trì được, giải thoát được, thì nên đầu tư nhiều cái thời gian công sức vào. Nhưng có nhiều khi chúng ta không hiểu được vấn đề này, rồi chúng ta học rất nhiều môn mà những môn nó không phục vụ cho vấn đề tu tập, giải thoát, an lạc, hạnh phúc, từ bỏ tham sân si, mà mình đầu tư quá nhiều thời gian vào thì nó phí cuộc đời tu hành của mình. Ở đó thì nó chỉ phù hợp với những nhà nghiên cứu học giả bình thường. Còn mình đây, mục đích của mình đi tu là để được giải thoát, được giác ngộ. Và những môn học nào nó phục vụ cho cái công việc giác ngộ giải thoát thì những môn học đó phải ưu tiên đầu tư thời gian nhiều, công sức nhiều. Những môn học khác mình cũng đầu tư vào nhưng mà không phải là thứ mạnh, và có thể thêm một thứ yếu thôi đó. Tôi tin có những cái lời gọi là xem như trăn trấu cho quý vị, để mà quý vị hiểu mình mà. Chứ còn nếu không thì nhiều khi chúng ta học, chúng ta nghiên cứu rất là nhiều, nhưng mà những cái môn mà nó không phục vụ cho cái cuộc đời tu hành của mình, cuộc đời giải thoát của mình, thì những môn đó mình đầu tư quá nhiều sức khỏe, quá nhiều thời gian, quá nhiều tiền bạc vào những cái môn đó thì nó uổng cho mình đi. Mà tôi nói chung chung tất cả các môn học mà mình đang học đây, những môn học nào mà nó giúp cho mình tu được, giải thoát được, thấy được các pháp thì những môn đó phải được ưu tiên. Những môn khác mình cũng phải cũng cũng học, cũng nghiên cứu chứ không phải bỏ. Đó, kinh luật luận là những môn mà mình bắt buộc phải học, phải ưu tiên chọn. Để mình học, để mình tu, để mình biết. Riêng kinh nghiệm chúng tôi về môn A Di Đàm này rất cần cho những người
tu hành chúng ta nắm vững được các cái pháp, những cái yếu lý, những chi pháp thì chúng ta ứng dụng tu tập nó mới tốt được. Bây giờ quý vị nói tôi xin tu tâm, mà nói tu tâm mà không biết tâm là gì, tâm nào sanh lên, lúc nào và tại sao tâm nó sanh lên, cái duyên nào mà tâm nó sanh lên, như tâm tham sanh lên, tại duyên nào mà tâm tham sanh lên, thì mình học mình nghiên cứu về tâm thì mình mới cắt đứt cái duyên đó chứ. Còn nếu không mình thì mình cũng cắt đứt cái duyên đó thì làm sao mà tâm tham mà nó không khởi lên được. Mình là phàm, mình là người phàm à, cho nên mình không thể nào mình chống chọi được với cái ma dương, mình không thể nào chống chọi được với những cái cám dỗ. Nhưng mình hiểu là mình tu tu tâm chẳng hạn, thì mình nghiên cứu cái tâm này, tâm này, tâm này tại sao nó khởi lên, tại sao nó khởi lên, tại sao nó khởi lên, lý do gì nó khởi lên, duyên nào khởi lên, thì biết được mình phải cắt cái duyên đó chẳng hạn. Thế học cái môn A Di Đàm này à, là để mình phát triển cái đời sống tu hành của mình, chứ không phải để thỏa mãn cái lý thuyết hay là thỏa mãn lý trí, mà để đáp ứng cái sự tu hành của mình. Những môn nào mà nó dẫn đến cái sự tu tập giải thoát thì những môn đó cần phải phát huy càng nhiều càng tốt. Ví dụ như đây là lời tâm sự của tôi thôi, mình nghiên cứu một cái đề tài mà mình quá nhiều thời gian, mà sau khi cuốn xong, trình làng xong, tốt nghiệp xong, thì cái đề tài của mình, cái luận văn của mình, luận án của mình cũng không giúp gì cho mình để mình giải thoát bớt đi cái tham sân si, cái phiền não à, thì cái sự nghiên cứu này nó phí thời gian à, đầu tư quá nhiều, cuối cùng rồi mình ứng dụng được à, ứng dụng để mình tu, để mình giải thoát được, làm sao để diệt phiền não, làm sao để tham sân si. Nên tại sao học viện là vậy đó, học viện là cái nơi để học, là để tu à, trên các cái học viện đều có cái chức năng học và tu, chứ không phải là học. Mình ở đây là từ Phật học, cho nên vừa học vừa tu, hay là học viện Phật học viện đúng không? Tôi định hướng đó, gọi là có cái định hướng mini, định hướng là với cái lời tâm tình chia sẻ để mà chúng ta có thể gọi là biết con đường tiếp theo của mình. Riêng về cái môn A Di Đàm này chúng tôi thấy rất cần, vì nó nghiên cứu về chính mình, nghiên cứu về tất tha ở đây bút ta với đâm mắt tha, các pháp thuộc về vi diệu pháp được nói đến cha tu tha, có bốn loại paramattha theo đệ nhất nghĩa đề chia tăng tâm vương chê ta sĩ căn tâm sở ru văn sắc pháp niết pa năng niết bàn. Rồi thì cái điều mà nó nghiên cứu là gì, đối tượng nghiên cứu là tâm vương, tâm sở sắc pháp niết bàn. Tâm vương là tâm của mình đó, tâm sở cũng nằm trong con người của mình, sắc pháp cũng trong con người của mình, niết bàn để mình đạt đến, để mình đang tu tập để mình đạt đến cái trạng thái đó mà. Đó trên Abhidhamma đề cập đến cái điều cần cho chúng ta đó, nó nghiên cứu về tâm mình, là để mình biết tâm mình là tâm gì, tâm mình tâm gì, tâm gì tâm gì, tâm người tâm gì, tâm tâm những người xung quanh mình tâm gì, để mình biết chứ tại sao cái tâm đó nó lại khởi lên, nó không phải là tâm thiện mà là tâm bất thiện khởi lên, đúng không? Thì á, là lúc đó mình biết được như vậy á, mình mới là quý cái môn học. Như vậy là chúng ta đã nghiên cứu về Abhidhamma Pali. Abhidhamma Pali tức là đề cập đến vi diệu pháp, được viết bằng tiếng Pali và được trình bày trong cái hệ thống của Phật giáo Theravada Thượng Tọa Bộ.
Theo các học giả thì Phật giáo Thượng Toàn Bộ là gần với Đức Phật nhất, kế đến là Phật giáo gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ, và kế đến là Phật giáo Đại Thừa. À vậy nè, đó, đứng về phương diện lịch sử thì Phật giáo Theravada gần với Đức Phật nhất, gọi là nguyên thủy. Đứng về góc độ gọi là lịch sử, đứng về phương diện khoa học thì mình ai cũng công nhận điều này. Nên cuối cùng rồi chúng ta cũng phải đi đến một kết luận là gì? Những điều mà Phật giáo Theravada trình bày là gần với Đức Phật nhất, vậy thôi. Kinh luật và A Tỳ Đàm là gần với Đức Phật. Về thấm quyền khoa học nó vẫn là đứng đầu, và thấm quyền chuyên môn nó vẫn là đứng đầu, bởi nó gần với cái thời gian ra đời của hệ thống Tam Tạng kinh điển này. Đó. Nên từ đó chúng ta có một cái niềm tin, có một sự tin tưởng để chúng ta nghiên cứu về cái môn học này. Thứ hai là nếu quý vị thấy là nó có cả một hệ thống Tam Tạng kinh điển được viết bằng tiếng Pali, trong đó có Abhidhamma Vitakka, Abhidhamma Pali, Abhidhamma Pali, giới thiệu tổng quan về Abhidhamma Pali thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị cái bài số 1, bài số 2, cái sơ đồ đó. Chi pháp tất cả là pháp, chưa là pháp tục đế trần đế, và quý vị đã nộp cho chúng tôi thì đó quý vị có cái nhìn đó. Abhidhamma đề cập cái gì những cái vấn đề đó, và những vấn đề đó được được thấy trong những bài thuyết pháp Đức Phật, được kết tập trong kinh tạng Bali. Tức là nguồn gốc của nó từ những lời dạy Đức Phật, và sự phát triển của nó thì đến giờ phút này nó đã phát triển thành một cái hệ thống Abhidhamma Vitakka đồ sộ, chánh tạng và chú giải, chánh tạng và chú giải. Về chánh tạng thì chúng ta thấy bảy bộ, chúng tôi đã mới trình bày xong. Dhammasangani là bộ thứ nhất, là bộ hấp tụ. Vipanga là bộ thứ hai, bộ phân tích. Dhatukatha là bộ nguyên chất ngữ. Buccalabhanyatti là bộ niêm chí định. Kathavattu là bộ ngữ tông. Yamakkang là bộ song đối. Và Paṭṭhāna là bộ đại sứ, hay là bộ đại duyên. Bộ duyên hay là sứ. Paṭṭhāna tức là sứ. Satipaṭṭhāna là niệm sứ. Như vậy nó có một cái hệ thống bảy bộ tạng diệu pháp đồ sộ vậy. Cho nên nhận định nếu người nào chưa chạm phải vào những cái lời dạy trong Abhidhamma Pali thì đừng có vội vàng mà nhận xét và đánh giá một kết luận được. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Quý vị muốn biết đêm dài phải thức, phải muốn biết đêm nó dài là phải thức không ngủ, muốn biết người đó thế nào là phải ở gần người đó. Chứ còn mới gặp cái ô người này không tốt, ô người kia không tốt, ô người này tốt, ô người kia tốt, lầm chết. Ý chúng tôi muốn nói là gì? Tức là gì? Muốn nói về Abhidhamma như thế nào thì phải học về Abhidhamma, nghiên cứu về Abhidhamma. Và về cái thời điểm xuất hiện Abhidhamma thì thấy rồi, rất sớm, rất sớm, rất sớm, cái thời điểm xuất hiện của Abhidhamma rất sớm. Đâu? Và chúng ta không nghiên cứu về Abhidhamma, không học về Abhidhamma, không tìm hiểu về Abhidhamma và không thực hành về Abhidhamma thì không thể có kết luận được. Kết luận đó nó phải dựa vào cái thực tế,
người đó có học, có nghiên cứu, có thực hành hay không. Chứ mình vội vàng mình kết luận liền đó là một cái sự kết luận hồ đồ, hay là một cái kết luận vội vàng. Ở trong khoa học mình không chấp nhận. Và nếu như mình cảm thấy sức khỏe không có, trí tuệ không, thì thôi mình đầu hàng vô điều kiện. Mà không biết là thôi, là biết thưa thớt, mà không biết giữ cột mà nghe. À, chứ không thể nào mình một người nó ngang ba làng nó không lạ. Dụ nó Abhidhamma không phải Đức Phật thuyết, vậy ai thuyết? Mình phải chứng minh là ai thuyết. Mà Abhidhamma đã xuất hiện vào thời Đức Phật và sau thời Đức Phật, rất gần với thời Đức Phật so với các cái kinh điển khác. Như thế. Bây giờ mình nói Đức Phật không thuyết, vậy thì ai thuyết? Những bộ luận của Mahayana có người đàng hoàng, có ngài Long Thọ, ngài Thế Thân, ngài Vô Trước, có cụ thể tên 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 đàng hoàng, đúng không? Còn bây giờ Abhidhamma này nó khoa Phật thuyết, vậy ai thuyết? Đó, cái đó là cái mà chúng tôi muốn gửi cho quý vị để quý vị hiểu thêm. À, như các cái bộ luận của các của Đại Thừa thì nó có những người, nó có người đàng hoàng, có tên họ đàng hoàng, thì có thể là không phải Phật thuyết, nhưng mà có người khác thuyết, mà người đó là ai? Bây giờ mình nói là Abhidhamma không phải Phật thuyết, vậy ai thuyết? Mình phải chứng minh rằng có một cái người nào đó thuyết thì mình mới kết luận là không phải Phật thuyết. Còn mình không chứng minh được là Phật thuyết, à, không chứng minh được là người khác thuyết, thì đương nhiên cái đó là Phật thuyết rồi, chứ ai ai bây giờ đó. Cho nên là thưa quý vị, những người học ở trình độ gọi là thạc sĩ và tiến sĩ là phải cẩn trọng trong cái phát biểu của mình là chính xác. Quý vị không phải, không phải là học sinh bình thường bây giờ nữa rồi, không phải học sinh lớp 12, lớp 9, lớp 12, mà là không phải học sinh, không phải là sinh viên của trường, của cử nhân, mà là học viên của cao học, hoặc là nghiên cứu sinh của cao học, nghiên cứu sinh của tiến sĩ. Hai cái đó khác rồi, đẳng cấp nó khác rồi. Sau này quý vị đi đâu nhớ nói cho ta biết, tôi đẳng cấp cao rồi nha, đang học cao học thạc sĩ đó, tôi không phải đẳng cấp thấp rồi. Bây giờ một cái người mà nói như vậy thì mình hỏi anh học tới lớp mấy rồi, mình dám nói cô đó anh phải học thạc sĩ anh mới có đẳng cấp nói chuyện với tôi, và anh phải học vô cái môn Abhidhamma nguồn gốc và sự phát triển, nghe cái ông sư chánh này nói rồi ông nói chuyện với tôi. Còn không thì anh không được quyền nói, biết thừa thốt không biết vô cột mà nghe. À, không được quyền nói, không có thẩm quyền nói, không được phép nói, không có quyền nói, không có cái gọi là cái cấp cái giấy phép để nói, đúng không? Mà không có cái gọi là permission, không có được phép nói. Vì mình có học, có nghiên cứu rồi mình nói. Một người nó lang ba, một người nó ngang ba làng nó là đó. Cho nên là thưa quý vị, chúng tôi đúc kết lại để cho quý vị nắm được cái môn học này, nguồn gốc của sự phát triển, và phát triển thế nào thì tôi đã trình bày rồi. Bởi vì muốn phát biểu về Abhidhamma thì phải phải đọc được, phải học, phải đọc được, hiểu được cái tác phẩm Thắng Pháp Tòa Biểu Luận của Hòa Thượng Minh Châu để dịch. Thứ hai là phải đọc được 7 bộ Tạng Diệu Pháp. Thứ ba là phải thực hành theo, và phải đọc được các bộ chú giải, phải đọc được các cái tác phẩm mà các cái vị chuyên giải Việt Nam người ta viết ra, cả hàng trăm tác phẩm vậy, kể cả tiếng Việt, kể cả tiếng Anh. À, mình chưa đọc được cái chữ nào, chưa tiếp cận được cái gì mà mình hồ đồ mình kết luận là nhớ điều đó đó. Ví dụ như mình nói là các bộ luận của Mahayana của Đại Thừa không phải Phật thuyết,
rồi mình cũng kết luận luôn các cái bộ luận của A Tỳ Đàm cũng không phải, của Abhidhamma Pali, luận tạng Pali cũng không phải Phật thuyết, kết luận đó là kết luận nữa là hồ đồ chẳng hạn gì đó. Vì cái bộ luận của Mahayana có tên tác giả đàng hoàng, còn các cái bộ luận Pali của hệ thống Pali Tipitaka thì không có tác giả, nhưng các bộ chú giải thì có đề cập đến người sưu tập, có đề cập đến cái người sưu tập đó. Đó là cái phần gọi là nguồn gốc của sự phát triển. Bên cạnh đó chúng tôi cũng hướng dẫn chỗ gì có một cái suy nghĩ ở góc độ của cái nhà nghiên cứu, nhà học thuật, học giả, là nghiên cứu sinh, là học viên trên đại học thì phải có những cái như vậy. Bây giờ còn mấy phút phù du nữa, tôi xin hướng dẫn cho quý vị về cái bữa như vậy chúng ta còn cái ngày thứ thứ năm đúng không, còn ngày thứ bảy và ngày thứ ba. Thì cái ngày thứ bảy tôi có thể tôi bổ sung thêm về cái sự phát triển của A Di Đà một phần nữa, thì tôi sẽ dành cái thời gian để tôi hỏi do gì trả lời để lấy điểm. Thứ là thứ thứ bảy và thứ thứ ba, thì nếu mình thứ ba không sợ không đủ thời gian điểm thuyết trình á, mình có hai cộng điểm, một cái điểm thuyết trình và cộng điểm thuyết trình và cái cộng điểm viết, thì có thể thứ bảy này chúng ta tiến hành cái thuyết trình song song đó. Khi nào tôi cần nói gì thêm về sự phát triển của Abhidhamma thì tôi sẽ nói. Cái phần thuyết trình thì quý vị sẽ trả lời cho tôi ba câu hỏi gì ghi. Câu hỏi thứ nhất, giới thiệu tổng quan về Abhidhamma, về tâm vương, tâm sở, xuất phát, niết bàn. Giới thiệu tổng quan về tâm vương, tâm sở, xuất phát, niết bàn. Câu số 2, tức là cái gì đó, là tổng quan về tâm vương, tâm sở, xuất phát, niết bàn là dựa vào cái sơ đồ mà quý vị đã viết, đã vẽ xong rồi tìm hiểu ý nghĩa của nó để trình bày. Rồi khi quý vị trình bày thì tôi sẽ cắt ngang, tôi hỏi một câu. Rồi với tiểu gì thế, tôi tổng quan xong tôi hỏi câu tiếp là như tâm tham, quý vị trình bày cho tôi cái ý nghĩa tâm tham đó nghe. Đó là phần thứ nhất, câu thứ nhất. Câu thứ hai là tìm cái nguồn gốc của Abhidhamma từ trong kinh tạng, trình bày cái nguồn gốc của Abhidhamma từ trong kinh tạng, tức là bây giờ phải trình bày ra như vậy Abhidhamma này có từ nguồn gốc trong kinh tạng. Vấn đề thứ ba là trình bày về sự phát triển của Abhidhamma Pali.